Chào các anh em, Lan Đưa Lương 2015. Đây, 38 mở. Ok. Lan Đưa Lương 2011. 62 HD cái gì đấy. Lan Đưa Lương The Perform rất nhiều. Learn to learn the intense. Đó. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một cái flanker tiếp theo của dòng Learn to learn, nó có tên là Outperform. Đây là ngoại hình của em nó, và cũng giống như mọi các video trước, mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái điểm mình cảm thấy là mình cảm thấy thích và những cái điểm mình cảm thấy không thích về mùi hương chanel hoa này. Và tất nhiên rồi, sẽ có thêm cái phản ứng của các chị em khi mà ngửi, và mình sẽ chia sẻ đến các anh em cái suy nghĩ của mình là có nên mua chanel hoa này hay không. Đó. Và nếu như có thể thì các anh em rất là mong các anh em hãy click vào đường link bên dưới, nếu mà mình vẫn up lên những cái sản phẩm full và những sản phẩm chết. Rất là hy vọng các anh em ủng hộ. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay, Learn to learn all the perform. Ok, let's go. Thì đầu tiên mình thích ở chanel hoa này, đó là nếu như các anh em đang cần tìm một cái mùi hương để dành cho buổi tối, đi hẹn hò hoặc một cái dịp gì đó khá là lãng mạn chẳng hạn, mà chúng ta thích một cái mùi hương nào nó phù hợp với cái ngoại cảnh như thế, thì Learn to learn all the perform là cái sản phẩm như thế. Có thể hôm nay chúng ta sẽ đi bar, chúng ta sẽ đi party, chúng ta bất ngờ gặp một chị em nào đó, một cô gái nào đó mà đôi khi có thể là one night stand, một dạng kiểu nói lóng của tình một đêm, hoặc là đêm nay đưa em về kiểu như thế. Chúng ta nhìn mà chúng ta muốn có một cái gì đó khởi đầu cho một mối quan hệ nào đó chẳng hạn. Và mùi hương nào, cái mùi hương nào mà có thể giúp chúng ta thể hiện cái sự playboy, một cái gì đó chất chơi của mình, mùi hương nào như thế, thì Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme All Perfum là một trong những chai nước hoa như thế. Với so với phiên bản cũ là EDT thì ở chai nước hoa này nó đậm hơn, nó dày hơn, tất nhiên nó vẫn còn bạch đậu khấu, nó vẫn còn oải hương. Thế nhưng ở chai nước hoa này nó có cái gì đó nó đậm đà hơn, nó mạnh hơn. Do đó so với cái phiên bản cũ, nó có những cái điểm tương đồng và có những cái điểm khác, tùy theo gu của mỗi người cảm thấy là ok hay không. Thế nhưng điểm đầu tiên mình thích ở chanel hoa này, đó là nếu như chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương mà one night stand, ok, tình một đêm, hoặc là một cái gì đó nó lãng mạn, liên quan đến cái sự lãng mạn đối với các chị em, thì Learn to learn on the phone là cái mùi hương như thế. Đấy là điểm đầu tiên mình thích ở chanel hoa này. Điều thứ hai mình thích ở chanel hoa này, đó là so với cái hiệu năng của dòng sản phẩm Learn to learn từ xưa đến nay, thì đây là một nâng cấp rất là ok. Mình không biết là trên da các anh em xịt thì như thế nào, thế nhưng trên da của mình xịt bắt đầu từ khoảng tầm 8 giờ sáng ấy, và sau đó là mình đi ra ngoài, mình đi rất là nhiều, sau đó là mình đi cà phê, mình đi ăn trưa, và cho đến tầm chiều thì độ bám mùi của nó vẫn rất là tốt. Độ tỏa mùi thì chỉ dạng kiểu gần một cánh tay mà thôi, không phải là tỏa quá xa, thế nhưng độ bám mùi thì rất là tốt. Và so với những cái sản phẩm đi trước của nó, thậm chí là cả những bản Learn to learn đời đầu, thì chai nước hoa All the Perfume này, phiên bản All the Perfume này là một cái nâng cấp khá là tốt. Trên da của mình, mình cảm thấy nó là một cái nâng cấp khá là tốt về hiệu năng của mùi. Và đấy là cái điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ ba ở chai nước hoa này, đó là so với các phiên bản flanker khác của nó, ví dụ như là Learn to learn the Intense, Learn to learn the Perform, thì Learn to learn All the Perform xứng đáng là cái phiên bản flanker đối với cá nhân của mình là xuất sắc nhất. Không chỉ về mùi hương, không chỉ về hiệu năng, mà ít nhiều nó thể hiện được đúng tinh thần Learn to learn the man of the night, người đàn ông của bóng đêm, hơn là so với Learn to learn the Perform. Một cái mùi hương thì thực ra nó không phải là tệ, thế nhưng mà một cái mùi hương không quá là gây nhiều ấn tượng, và nó không kế thừa được một chút gì những cái
thế mạnh vốn có của dòng Landrum, mà ở cái phiên bản Le Parfum này là một cái hướng rẽ hoàn toàn khác. Và khá đáng tiếc, mặc dù mùi hương của nó có thể là không phải là tệ, thế nhưng so với cái bóng dáng đời đầu của nó thì đây là một cái sự đáng tiếc khá là lớn của dòng của nhà YSL đó. Còn Le Intense, Le Intense thì một chút diên vĩ, một chút oải hương, một chút vẫn là bạch đậu khấu, tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là bắt theo cái hot trend Iris của nhà Dior, của nhà Prada. Thế nhưng nó không gây được nhiều cái sự ấn tượng khi mà ngửi. Và cái hiệu năng của mùi của nó thì không được tốt cho lắm, bình thường. Ở chai nước hoa này hiệu năng bình thường. Còn đổi lại, Landrum Eau de Parfums thì lại khác. Nó mạnh hơn, nó đậm hơn. Tất nhiên như mình đã nói là so với phiên bản EDT thì nó không hẳn hoàn toàn giống nhau 100%. Thế nhưng ở cái mùi hương này mình còn ít nhiều thấy được cái sự lãng tử, được cái sự lãng mạn, một cái gì đấy mang cái đặc điểm của đàn ông Pháp rất rất là romantic và sexy, xứng đáng với một mùi hương của người đàn ông bóng đêm. Do đó, nếu mà để mình được phép chọn flanker nào tốt nhất trong dòng Landrum thì phiên bản Eau de Parfums này mình sẽ xếp vào là dòng tốt nhất đó. Tổng hợp lại ba điểm mình thích ở chai nước hoa này, đó là nó là một mùi hương các anh em có thể tham khảo để tham dự những cái gì liên quan một cái gì đó lãng mạn, một cái gì đó nó có cái sự gần gũi đối với các chị em đó, thì chai nước hoa này là một cái sự lựa chọn để các anh em tham khảo. Về hiệu năng mùi, độ bám tỏa mùi, nó có sự nâng cấp khá là tốt. Và nếu mà so sánh các phiên bản flanker thì đây là một cái sự phiên bản tốt nhất đối với quan điểm của mình đó. Đây là ba điểm mình thích ở chai nước hoa này. Quan điểm mình không thích ở chai nước hoa này đó là với cái mùi hương này, đặc biệt là cái nốt đầu của nó, thì mình nghĩ rằng sẽ hơi bị hạn chế vào cái thời điểm thời tiết dùng. Mình cảm thấy rằng phải xịt vào cái lúc bắt đầu nó se lạnh hoặc là gần lạnh hẳn thì cái mùi hương của nó sẽ đỡ gây khó chịu hơn so với cái phiên bản EDT. Còn nếu mà xịt vào cái tầm gọi là tầm 25 độ thì mình cảm thấy là nó vẫn chưa đủ cái độ phê khi mà ngửi, và thậm chí còn gây hơi nồng cho chúng ta. Do đó mình hơi có một cái linh cảm rằng chai nước hoa này nó hơi bị phụ thuộc vào thời tiết, có nghĩa là thời tiết nó sẽ phải bắt đầu lạnh lạnh thì xịt cái mùi hương này chúng ta mới cảm thấy là ok, còn nếu không thì là hơi nồng cho chúng ta khi mà xịt. Tất nhiên thì nếu như chúng ta muốn, chúng ta vẫn có thể xịt. Còn đây chỉ là cái mình cảm giác là để mà nó phát huy được hết cái hay, cái đẹp của mùi hương thì nó hơi bị phụ thuộc thời tiết, cần là một cái không gian rộng, cần một cái thời tiết nó phải hơi hơi lạnh, lạnh lạnh ấy. Chứ còn vẫn còn hơi ấm ấm thì xịt chai nước hoa này là rất là khó, trong khi phiên bản EDT thì lại dễ dàng hơn khi mà xịt. Do đó đấy cũng là một cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem phản ứng của hai cô gái khi mà được ngửi mùi hương của Landrum Eau de Parfums. Mình có mùi hương ở chai nước hoa nam ấy, các bạn cho mình xin ý kiến là nó có thu hút hay là nó có dễ chịu khi mà ngửi hay không ấy, các bạn thấy thế nào? Có cảm thấy nó sexy hay không, hay là nó nó hơi già hay là như thế nào? Rất là sexy á. Rất là nam tính. Nếu mà bạn trai các bạn dùng mùi hương này thì thấy thế nào? Em nghĩ là khá dễ chịu. Thế á? Thế mà từ 1 đến 10 thì các bạn sẽ cho nó là bao nhiêu điểm? 9.5. Còn 8 à? Rồi anh cảm ơn nhá. Chúng ta có thể thấy là Landrum luôn luôn được các chị em rất là thích. Không phải là ngoài hai cô gái trên mà từ lúc mình bắt đầu mình sử dụng dòng sản phẩm này của nhà YSL thì mỗi lần mình xịt chai nước hoa này thì mình luôn luôn nhận được những lời khen ngợi, bởi vì cái mùi hương của nó rất là hấp dẫn, rất là thu hút. Do đó nếu như các anh em muốn được những lời khen ngợi thì chúng ta sở hữu chai nước hoa này cũng không phải là một cái gì đó nó quá là tệ đó. Có nên mua chai nước hoa này hay không thì nếu như các anh em nào mà ví dụ như là đang chưa có bạn gái và chúng ta đang cần phải lùng sục lên tìm một cái mùi hương nào mà để chuyên để đi hẹn hò, chuyên để mà gọi là
những cái buổi đi gặp mặt các chị em đi cà phê để làm sao mà có một sự thu hút đối với các chị em, hoặc là kể cả các anh em nào mặc dù đã có vợ, thế nhưng mà cái tính chất công việc của chúng ta hoặc cái gì đó chẳng hạn của chúng ta thường xuyên phải buổi tối để đi gặp, để đi tiếp khách, mà chúng ta cần một cái gì đấy để tạo một cái thiện cảm cho các chị em, thì La Didelome All Perform này là cái mùi hương các anh em có thể tham khảo. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những cái quan điểm của mình, những cái cảm nhận của mình về mùi hương của nhà Yves Saint Laurent La Didelome All Perform. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.